Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa. Bây giờ quý vị đang theo dõi một câu chuyện y khoa với bác sĩ Jacqueline Đỗ, chuyên về y khoa gia đình, có văn phòng rất là gần với Little Sài Gòn, đó là nằm trên đường Westminster góc đường Beach, và số điện thoại xin quý vị ghi lại là 7148999898, rất là dễ, có hai số 9898. Vâng, và đề tài ngày hôm nay bác sĩ Jacqueline Đỗ có yêu cầu là nói về một cái đề tài mà Hương Thơ nghĩ rằng rất quan trọng cho quý vị ghi nhớ, ghi nhận, đó là vấn đề ung thư ruột, một cái ung thư mà là một trong những ung thư mình có thể truy tầm sớm để có thể phát hiện sớm và được chữa trị một cách hiệu nghiệm hơn. Và cái lý do chúng ta đang nói về những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư ruột già là tại sao, thì bác sĩ có thể nói là vì những người dùng trụ sinh nhiều quá làm thay đổi xáo trộn cái sinh học của đường ruột và làm như là tiêu diệt những cái vi khuẩn tốt. Và còn ngoài ra có những cái nguyên nhân mà mình không thể thay đổi được. Bác sĩ, có phải càng lớn mình càng dễ bị hơn là người thì, trẻ không? Chị biết rằng là mình càng lớn thì càng nhiều bệnh. Tại vì ông bà mình có câu sinh bệnh lão tử, thì cái chuyện đó thì cái cơ thể của mình nó bị rất là nhiều cái damage. Phần đông là radiation damage do cái ánh nắng mặt trời nè, rồi những cái hóa chất ở trong đời sống nè, stress nè, thì những cái đó nó sẽ làm cho cái tế bào DNA của mình nó bị hư hao đi. Nhưng mà có những người họ có, nhưng mà cái số nó rất là ít, phần đông là dưới 10% là những người họ có trong gia đình họ có cái gene là họ dễ bị ung thư ruột hơn, là và có một số họ là trong gia đình có người bị ung thư là mình có nguy cơ cao bị ung thư không? Dạ vâng. Mà chị Hương Thơ biết không, bây giờ nó đã có ra những cái test để mà nó cho DNA, mình biết được cái DNA nó có những người nào mà có cái genetic propensity, có cái nguy cơ để mà bị không những ung thư ruột mà có những cái ung thư khác nữa. Nếu như mà mình nói cho đúng là chắc xin khuyên á, 45 tuổi mình cần đi, mình nên đi, whether là mình có cái genetic background đó hay không. Nhưng mà nếu như gia đình mình có thì mình nên theo dõi cặn kẽ hơn. Mà gia tỷ mà gia đình có người ung thư ruột ở tuổi 40 thì mình phải truy tầm lúc 30 phải không ạ? Dạ, mình nên truy tầm decade sớm hơn. Dạ, 10 vâng, năm dạ, sớm hơn. Dạ. Và vấn đề ăn uống, ăn thịt đỏ rồi có làm cho mình bị ung thư ruột, bác sĩ nghe tôi nói. Chắc xin... Hay đồ hộp, hay đồ nè. Dạ, thì ta mà nói... từ lý do mà cái đề tài này nó close my heart because trong gia đình Justin có nhiều người bị ung thư ruột, thì mình cũng tìm tòi để mình kiếm cái nguyên nhân và cái lý do đó. Thì thiệt ra mà nói, và nói về cách ăn uống á, thì chưa có những cái thống kê nào mà nó nói là ăn thịt đỏ là nó sẽ gây nên ung thư ruột. Tại vì có những cái có những cái nước, có những cái tribe mà họ chỉ ăn thịt không, họ không ăn rau, mà họ thứ không. Nhất họ không có cái tỷ lệ mà họ bị ung thư ruột nó không có cao giống như là những cái xã hội mà mình ăn uống đầy đủ hết. Nhưng mà theo Justin thì variety, rau cải có, thịt có, đủ thứ thịt, không phải là một loại thịt không. Chưa nói ra mà nói mà kiếm mà một cái nguyên nhân giống như là pap smear nha. Pap smear thì người ta biết được là cái con vi khuẩn HPV nó sẽ làm gây cho mình ra. Bị ung thư, nó gây ra ung thư. Còn những cái ung thư khác thì phần đông thì nói cho đúng chung chung thì chưa có ai kiếm được là cái một cái nguyên nhân để mà nó tạo ra như vậy. Thôi thay vì đó mình cứ đi kiếm nó trước thôi. Đừng để nó kiếm mình. Vâng, vậy ung thư ruột già mình có dễ biết không bác sĩ? Có những triệu chứng nào cho mình thấy là mình bị không? Sadly to say, em nói thiệt, tất cả những cái ung thư hôm nay em có thể làm mammogram, 2 tuần sau cái ung thư nó có thể phát triển ra. Nó khó mãi nhưng mà mình vẫn phải làm sao là có thể làm. Có nhiều khi nó đã phát triển trước rồi, mà lúc mà mình đi chụp hình hay là mình đi làm cái colonoscopy, mình đi soi ruột, mình thấy được thì mình điều trị sớm. Nhưng mà có những cái triệu chứng mà mình, nếu như mình có những triệu chứng mình nên đi thăm khám và mình nên làm. Thứ nhất,
là những người mà họ bị đi phân đen, phân ra máu, bón, đau bụng, lình xình, bụng hoài. Bị sụt cân không rất gì? Wow, tới cái lúc sụt cân là em nghĩ là cái, tới mặn rồi. Phần đông những ung thư mà xuống cân là vậy mỗi lần mình đi đại tiện thì mình phải nên nhìn dung nhan của cái phân mình coi mình phát hiện những gì bất thường, có máu trong phân hay là nó màu sắc màu đen hay gì không? Vâng đúng. Hay dạ. Như rối loạn, như mình rối loạn mình lúc bị bón, lúc bị tiêu chảy nó rối loạn đó, đi dạ. Tiêu hóa. Với lại thí dụ mình thấy mà cái phân của mình nó càng ngày nó càng cái caliber nó càng ngày nó càng nhỏ đi. Oh. Thì mình cứ tưởng tượng đi, nếu như mà mình có một cục bướu ở trong cái đường ruột của mình thì nó sẽ có sự thay đổi của cái hình dáng của cái phân mà thông thường nhất á, phần đông á, phải nói rằng là những người mà tùy theo cái nơi nữa, tùy theo cái nơi của cái ung thư nữa. Thí dụ cái ung thư mà nó nằm khúc trên thì nó khó hơn là cái ung thư nó nằm khúc dưới. Tại như cái ung thư nó nằm khúc dưới thì lúc mà mình dễ bị bón, mình biết được mình bị bón người ta, thì bệnh nhân họ đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ cho họ làm những cái test khác để mà coi thử như thế nào. Thì ngoài cái colonoscopy ra đó, ngoài cái soi ruột ra, thường thường mà bệnh nhân của Jackson mà trên 65 tuổi đó, tuy rằng là họ đã soi ruột rồi, 3 năm sau là mỗi năm là Jackson cho họ thử phân, coi thử trong phân nó có ra máu hay không. Tại vì có nhiều người soi ruột rồi, everything okay, 3 năm sau ung thư nó phát triển. Thành ra có những cái phương pháp mà mình có thể làm được mà mình ngoài cái soi ruột ra, nhưng mà cái chính là cái soi ruột. Nếu như mà mình soi ruột được mà người ta nói ok, tất cả tốt đẹp hết, mà mình tới cái lứa tuổi mà mình có những nguy cơ nhiều đó thì mình nên làm những cái phương pháp khác. Thì Jackson có những người họ không 100% là họ không muốn đi soi ruột vì lý do gì đó, thì có những cái phương pháp khác mà mình có thể làm, giống như bây giờ họ có thể check cái DNA, nó gọi là Cologuard á, yeah. Là dễ lắm, người ta send cái kit về rồi họ xin lỗi họ đi rồi họ send cái kit lại, thì thường thường cái test đó nó cũng rất là chính xác, nhưng mà nó chỉ có detect được là mình có bị ung thư hay không. Còn cái colonoscopy á, là họ soi vô trước khi mình bị ung thư, họ đã ngăn ngừa rồi. Còn có những bác mà lớn tuổi quá mà họ không muốn đi làm colonoscopy nữa, giống như Jackson có những người mà trên 75 tuổi đó, họ thấy họ lo sợ, với lại họ có những cái chứng bệnh mà họ không có thể gây mê được đi, thì nó có cái loại nó gọi là CT colonography, nó giống như là một cái CT scan, mình vô mình chụp cái CT scan rồi cái người mà radiologist họ sẽ đọc rồi họ sẽ coi là nó có những cái polyp, nó có những cái gì hay không. Nhưng mà nếu có rồi họ cũng phải đi khơi ruột. Thì có những cái phương pháp như bác sĩ nói là DNA thử phân rồi thử máu, xét nghiệm máu trong phân nữa phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi, mình thử cái phân tôi coi là trong cái phân nó có máu không. Nếu như trong phân có máu đó là một trong những triệu chứng dấu hiệu mà cái người bệnh nhân đó họ bị ung thư ruột. Dạ vâng. Vâng, thì có những cái test quý vị có thể làm nếu không muốn soi ruột, nhưng mà làm xong mà họ có thể nghi ngờ ung thư, quý vị cũng phải đi soi ruột. Đúng rồi. Thì thôi là soi ruột cho rồi. Bây giờ như là cái tuổi nó từ 50 xuống còn 45 phải không bác sĩ? Đúng rồi. Và cứ 10 năm một lần, và nếu trong trường hợp gia đình có người ung thư ruột thì họ bị ung thư ở tuổi nào thì mình trừ đi 10 tuổi là mình phải đi sớm, như là 45 thì mình đi soi 35 tuổi nếu dạ. Người nhà bị ung thư ở tuổi 45. Vậy khi mà khám phá ra bị ung thư thì chuyện gì kế tiếp bác sĩ? Thì thường thường cái người mà họ lấy cái biopsy ra thì họ sẽ coi là nó stage như thế nào, rồi họ stage. Rồi thường thường phần đông là Jackson sẽ gửi những người đó đi bác sĩ chuyên khoa về ung thư. Thì thứ nhất là họ sẽ làm cái PET scan, họ coi nó có lan truyền ra những nơi nào khác hay không. Cái thứ hai nữa là họ phải đi điều trị. Nếu như cái bướu đó thì họ phải cắt,
rồi họ làm những cái lymph nodes, họ coi tới con nó có phát triển ra trong những cái hạch hay không, rồi bắt đầu họ mới stage từ stage 1 cho tới stage 4. Thì tùy theo cái stage của mình, những người bác sĩ chuyên khoa về ung thư họ mới cho mình những cái phương pháp để mà mình điều trị. Nếu mà bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn 4 là giai đoạn cuối đó thì cái cơ hội sống sót là bao nhiêu ạ? Justin thật ra mà nói á, tại vì cái này you know, bố của Justin cũng bây giờ đang điều trị về ung thư ruột. Nếu như nói về mà một người bị ung thư tới cái stage đó, họ chỉ còn bao nhiêu phần trăm để mà sống sót, thì Justin làm bác sĩ đã 20 năm rồi, Justin đã thấy rất là nhiều. Có nhiều người chị biết không, bố hả, ung thư vú nè, đã lan truyền lên trên não nè, đã lan truyền vô trong phổi nè, nhưng mà họ điều trị hết. Vậy mà có những người ung thư mới cái stage 2, stage 3 mà họ lại mất. Lý do là Việt Nam mình nói người có số, nhưng mà cháu xin nghĩ đó, phần đông là do cái tinh thần của mình. Mình xin lỗi. Nó ảnh hưởng đến cái immune system phải không ạ? Nó ảnh hưởng rất nhiều. Tại sao mà những cái placebo, những người mà họ bán những cái thuốc mà họ nói là điều trị ung thư, có nhiều người nó hết, là tại vì cái sự tin tưởng của nó ở nơi họ. Cái tinh thần đó. Tại vì chắc xin không bao giờ mà nói với bệnh nhân rằng là Stage 4 là còn 6 tháng hay là tại vì cũng có những người stage 4 là họ sống 10 năm, mà những người stage 4 sống 6 tháng, những người stage 3 sống 1 năm. Thành ra cái sống chết đó là chắc xin nghĩ là một phần là do cái tinh thần của mình, mà một phần là do cái support nữa. Một người mà có những cái hội trợ về tinh thần, về tinh thần nó rất là quan trọng cho họ. Bởi vậy nếu quý vị ở trong nhà thương thì có nhiều chương trình để hỗ trợ, có tóc giả, rồi có những cái support group, mình khi mình có bệnh thì mình nên đi tìm kiếm những cái resource đó và nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Cảm ơn bác sĩ Jacqueline Đỗ rất nhiều. Chúng ta đã hết giờ và đề tài này tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, và mong rằng bác sĩ sẽ trở lại trong nay mai để nói về một những đề tài quan trọng khác nha bác sĩ. Cháu xin rất là cảm ơn quý vị lắng nghe chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn chị Hương Thơ đã mà mời Justin lên để mà chia sẻ những cái information này với quý vị. Dạ. Vâng. Một lần nữa số phone của bác sĩ Jacqueline Đỗ là 714-899-9898, văn phòng nằm trên đường Westminster góc đường Beach. Xin hẹn quý vị với chương trình Câu chuyện Y khoa lần tới. Xin kính chào.